Thì em về em ở với má em được 2 năm là má em chết. Nhưng mà... Ca sĩ Phi Nhung từng khóc nghẹn, kể về tuổi thơ bất hạnh mất mẹ sớm, bị bỏ ngoài chùa. Em mồ côi cha mẹ. Lúc nhỏ thì em ở với ông bà ngoại để cho mẹ đi lấy chồng. Tại vì lúc nhỏ em là con lai nên em không có được theo mẹ em. Tại vì nếu mà theo mẹ em thì trong nhà hồi xưa mà nhà mà có con lai thì là người ta sẽ cười. Nên mà ảnh hưởng tới má em nên má nên bà ngoại không có cho em ở với má. Thì để em ra em nhớ đó là bà ngoại kể là để em ở trong chùa chứ không có được để ở nhà. Rồi khi em được một tháng thì nhà chùa không có cho ở nữa, thì bà ngoại mới đem em về thì ông ngoại không có cho. Xong rồi khi bà ngoại lén ẵm em về thì ông ngoại thấy đẹp dễ thương thì ông ngoại cho em ở trong nhà. Rồi má em đi lấy chồng. Rồi lúc đó em càng ngày em càng lớn thì em không có biết, em chưa bao giờ em kêu má. Em không có được gặp, không có được kêu. Lâu lâu má chỉ gửi tiền về cho em, cho ngoại em thôi. Thì khi mà em được 8 tuổi, lúc đó má em có em bé nhiều lắm, thì má em kêu em đi về ở với má. Thì em về em ở với má em được 2 năm là má em chết. Nhưng mà em rất là thần tượng má của em. Mặc dù là má không có nuôi em nhưng mà nhưng không biết tại sao em rất là thèm kêu chữ má. Nhưng mà khi có má rồi thì em không có dám kêu giống như là mấy chị em của em. Đi học hay là em bị cái gì mà nó em làm không được thì em mới đứng một góc em kêu má ơi, nhưng mà kêu nhỏ lắm, không bao giờ dám nhìn mặt má, nhưng mà cứ lâu lâu đứng lén đứng nhìn. Mà em cũng không biết tại sao em lại thần tượng mẹ của em, nhưng mà em thèm lắm. Thì tự nhiên má em chết thì em ngồi, lúc mà má em chết em mới dám cầm cái chân của má em khóc. Em khóc, em nói là con sẽ thay má nuôi mấy đứa em ăn học chứ con không thể nào con bỏ em được. Mà má là má rồi, là người cho con học hỏi rất nhiều. Thì từ đó tới giờ tới lớn xong bắt đầu em nghĩ em nếu mà em làm ra tiền, trước tiên là em sẽ xây cái nhà mồ côi và em sẽ nuôi những đứa em mồ côi và em sẽ cho nó gọi em bằng má.